cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, cũng là ngày thế giới hiệp ý cầu nguyện và phụng vụ cùng Đức Thánh Cha Phanxicô. Tháng này con xin cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành thánh thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó mà biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình. Bí tích thánh thể biến đổi bánh nên thân thể Chúa Kitô, và cũng biến đổi chúng con nên chứng nhân của Thánh Matthew. Vì Chúa Giêsu không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi. Lạy Chúa, xin cho hôm nay con được mở lòng đón nhận đường lối của Ngài. Xin Ngài thánh hóa con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Lạy Chúa, bí tích thánh thể không phải là một bí tích chỉ dành cho con, nhưng là bí tích của hết thảy những con chiên ngoan hiền của Chúa cùng dự phần vào thân thể người. Bởi vì chỉ có một tấm bánh và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể. Bí tích thánh thể là bí tích của sự hiệp nhất. Xin cho tấm bánh của sự hiệp nhất này chữa chúng con khỏi thói tham lam đàn áp người khác, xúi dục chia rẽ và gieo rắc gièm pha. Xin cho con được thấy Chúa là nguồn vui của việc yêu thương lẫn nhau, không ganh đua, không ghen tị, không ác ý bàn tán đó đây. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Về đêm, con ngẫm nghĩ về việc bí tích thánh thể đã thay đổi cuộc đời của con như thế nào. Hôm nay con có hành xử như Chúa Giêsu, người luôn nhẫn nhường. Con có vội chăm lo cho ai đó, kể cả khi đó không phải là nghĩa vụ của con. Con đã đón nhận ngày sống này như thế nào? Với tâm tình hồn nhiên vui vẻ hay với đôi chân lê bước chán trường? Lạy Chúa con, xin hãy thứ tha cho sự chậm trễ hay miễn cưỡng của con.
xin ban cho con sự hồn nhiên sống chứng nhân lời Chúa, và cùng với Ngài, con muốn làm mọi người xung quanh con được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho con biết thứ tha khi bị ai đó xúc phạm. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.